Hôm nay, Tâm sẽ đi khám sức khỏe lại để hoàn tất cái thủ tục xin thẻ xanh. Thì cái việc khám sức khỏe này lúc ở Việt Nam mọi người đã khám rồi. Nhưng khi đi qua Mỹ này á, thì tùy từng tiểu bang và cũng tùy từng hồ sơ mà sở di trú có thể yêu cầu mấy bạn khám lại hoặc là không. Thì nếu mà sở di trú yêu cầu mấy bạn khám lại á, thì mấy bạn hãy đi khám nha. Đầu tiên, mọi người lên trang web của sở di trú uscis.gov, tìm bác sĩ nào ở gần khu vực của mình sống và đánh mã zip code vào trong đó, thì họ sẽ hiện ra tên những người bác sĩ và mấy bạn thích bác sĩ nào thì hãy chọn bác sĩ đó. Sau khi chọn được bác sĩ và địa chỉ mà mình thích thì mọi người hãy gọi điện lên trên đó để đặt lịch hẹn cho mình. Thì mọi người đặt lịch hẹn nào mà thuận tiện cho thời gian của mình, mình rảnh vào ngày nào, rảnh vào lúc mấy giờ thì mình hẹn với họ. Bác sĩ bên đây thì nó đặt lịch hẹn, nó đặt theo yêu cầu của mình thôi. Sau khi lấy hẹn với bác sĩ xong thì bác sĩ sẽ gửi qua email cho mọi người một cái giấy hẹn. Thì mọi người nhớ là lưu lại cái giấy hẹn đó để đến ngày mà mình đi khám sức khỏe, mình lấy theo cái giấy hẹn đó theo cùng với cái CD chụp X quang phổi và cái giấy chích ngừa màu vàng ở Nguyễn Văn Trỗi của mình lúc còn ở Việt Nam. Thì khám sức khỏe bên đây cũng giống như lúc mọi người khám ở Việt Nam thôi. Thì mình nhớ đem theo giấy hẹn nè, đem theo hộ chiếu. Và bạn nào mà có ID á, thì nhớ đem theo ID, vì vào đó sau khi đưa cái giấy hẹn cho họ thì họ sẽ hỏi ID của mình. Còn như mình thì mình chưa có ID thì mình sẽ đưa cho họ hộ chiếu. Và sau đó thì cái CD chụp X quang phổi nè, cùng với giấy chích ngừa màu vàng ở Nguyễn Văn Trỗi nữa. Và mấy bạn nhớ đem theo cái mẫu đơn Y693 vào theo luôn. Vì giống như mình á, thì mình không biết, cho nên mình không có đem theo cái mẫu đơn đó. Thì đến nơi họ phát in cái mẫu đơn đó ra cho mình và mình bắt đầu ngồi điền. Còn mọi người thì mọi người điền sẵn ở nhà, thì chỉ cần đem theo mẫu đơn đó vô trong đó và nộp cho họ là ok rồi. Hoàn tất xong mọi thủ tục thì sẽ nộp lại cho y tá và sau đó ngồi chờ. Mình ngồi chờ khoảng 15 phút thì họ kêu mình lên đóng tiền. Mình đóng tiền xong thì họ kêu mình ra ngồi chờ. Và mình ra ngồi chờ khoảng 30 phút thì y tá ra kêu mình vào trong đo chiều cao và cân nặng. Sau đó thì đo máu cho mình. Sau khi đo máu xong, họ sẽ đưa mình vào một cái phòng riêng để chờ bác sĩ vào. Thì mình vào cái phòng đó, mình ngồi chờ khoảng 30 phút thì bác sĩ mới vào. Thì trước khi vào, bác sĩ sẽ gõ cửa trước. Và sau khi họ vào thì họ sẽ giới thiệu tên và hỏi thăm sức khỏe mình, hỏi mình bao nhiêu tuổi. Và họ sẽ nói là bây giờ mình phải cần làm những xét nghiệm gì. Thì họ sẽ đưa ra một cái danh sách và họ sẽ nói là những cái xét nghiệm này thì hơi mắc tiền. Thì sau đó mình có đưa cho bác sĩ cái phiếu chích ngừa màu vàng ở Nguyễn Văn Trỗi cùng với cái CD chụp X quang phổi của mình. Thì sau khi bác sĩ lấy cái CD chụp X quang phổi á, thì cái CD của mình nó vẫn còn niêm phong, nó chưa có mở ra.
cho nên bác sĩ sẽ mở ra kêu mình ngồi chờ trong phòng để bác sĩ đi kiểm tra. Bác sĩ lấy cái CD chụp X quang của mình đi kiểm tra và bác sĩ kêu mình ngồi chờ trong phòng. Thì sau 30 phút bác sĩ quay lại, bác sĩ nói là phổi của mình bình thường và bác sĩ trả lại cho mình cái CD đó. Và bác sĩ bắt đầu kiểm tra cho mình, bắt đầu nghe nhịp tim. Nghe nhịp tim xong thì bác sĩ kêu mình lên giường nằm để cho bác sĩ kiểm tra. Bác sĩ hỏi Tâm bao nhiêu tuổi, đến từ nước nào. Rồi sau đó bác sĩ kêu mình ngồi lên giường để cho bác sĩ kiểm tra. Bác sĩ kiểm tra xương quai hàm của Tâm, nghe nhịp tim của Tâm. Rồi sau đó kêu Tâm nằm xuống để cho bác sĩ kiểm tra bụng. Bác sĩ ấn vào bụng và hỏi có đau hay không, Tâm có gia đình rồi phải không, và có đang mang baby hay không. Sau khi kiểm tra xong thì bác sĩ kêu mình ngồi dậy và bác sĩ điền vào đơn. Bác sĩ hỏi có từng làm qua phẫu thuật chưa. Thì các bạn lưu ý, phẫu thuật ở đây là bao gồm cả phẫu thuật bệnh và phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu như mọi người có làm qua phẫu thuật thẩm mỹ thì nên nói cho bác sĩ biết. Nếu không, họ là bác sĩ, họ phát hiện ra thì họ đánh dấu vào trong đó là mình nói dối, thì mình lúc đi phỏng vấn sẽ rất là mệt. Sau khi hỏi xong thì bác sĩ kêu 2 ngày sau hãy gọi lại để xem có kết quả hay chưa. Sau đó có y tá vào và kêu mình đi theo anh ta. Thì anh ta đưa mình đi lấy nước tiểu. Và sau đó thì đưa mình ra ngoài vào phòng để thử máu. Lúc thử máu thì y tá có hỏi là bạn có sợ kim hay không, bạn có sợ kim tim hay không. Thì sau khi mà họ lấy máu xong, họ sẽ lắc lắc cái bình máu đó lên. Rồi anh ta lấy một cái miếng băng dính và quấn vào cái chỗ mà hồi nãy mình vừa mới lấy máu xong. Rồi anh ta kêu mình đi ra ngoài ngồi chờ. Thì trong lúc mình ngồi chờ á, thì cái vị bác sĩ mà lúc nãy khám cho mình có ra hỏi thăm mình. Mà bác sĩ hỏi thăm, sau khi hỏi thăm xong thì bác sĩ đi vào, thì cô y tá mới kêu mình lên đóng phí. Thì phí lần này á khác với cái phí lúc đầu. Phí lần này là phí hồi nãy giờ mình làm xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, rồi bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho mình. Còn phí lúc đầu là phí khám sức khỏe là riêng nữa. Thì ở bên đây, mỗi một loại xét nghiệm họ sẽ tính tiền riêng. Thì sau khi mình đóng tiền xong, cô y tá mới hẹn mình 2 ngày sau quay lại để lấy kết quả. Nhưng mà 2 ngày sau mình quay lại thì vẫn chưa có kết quả, và họ hẹn mình tuần sau quay lại.